Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phù của Đức Giê-su Ki-tô. Chúa chúng ta trong Đức Ki-tô từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta được hưởng muôn vàn muôn phúc của Thánh Thần trong Đức Ki-tô. Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tiền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta hằng người khen ân sủng rạng Người, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được tha tội lỗi theo đường ân sủng phong phú của Ngài. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả khôn ngoan và thông hiểu. Người cho ta được biết ý thiên nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn và quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cùng trong Đức Kitô là Thiên Chúa, là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã làm định cho chúng tôi. Đây là cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi người khen vinh quang Ngài trong Đức Kitô. Cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em vẫn trong Đức Kitô. Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta. Chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để người khen vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.